Rồi, hay xin chào mọi người đã trở lại với kênh YouTube của MeToMe cùng bạn Tuấn Rồn. Và mình Tuấn Tấn Yến, hôm nay MeToMe nhận được một cây đàn SX900 với lỗi nổ phím. Tất cả các lông mì của cây đàn này hiện giờ đang nổ, đang kêu rất là to nha các bạn. Tiếng kêu rất là bất thường. Và khách của mình đã hẹn chiều nay sẽ lấy đàn. Thì bây giờ mình sẽ test đàn cho mọi người cùng xem. Rồi, cây đàn SX900 rất là đẹp và khởi động rất là nhanh. Rồi, bây giờ đàn đã khởi động rồi, chúng ta bắt đầu test đàn. Đây, các bạn có thể thấy là mình đánh rất nhẹ nha. Đây là các bạn có thể thấy là mình đánh rất nhẹ này, nhưng mà bây giờ phím đã kêu rất là lớn rồi, tức là đã không còn tích nữa. Kêu rất là khó hiểu. Đó. Nổ tiếng rất là lớn. Đây, hiện tượng này cũng có thể xảy ra trên những cái dòng đàn trước, nhưng mà trên dòng đàn SX900 thì hiện tượng này xảy ra rất là sớm. Mình cũng rất là khó hiểu về vấn đề này. Và nhiều khách của mình hiện giờ cũng đang gặp cái lỗi này. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành mở đàn ra để kiểm tra và sửa chữa nha các bạn. Rồi, chúng ta bắt đầu mở đàn ra các bạn. Thì khi mở đàn ra, đây là một cây đàn SX900 zin hoàn toàn và thời hạn bảo hành vẫn còn, nhưng mà khách bên mình đang gấp và người ta yêu cầu phải sửa chữa nhanh cho người ta để lấy trong vòng 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Thì giờ bên mình sẽ bắt đầu tháo các phần của phím ra và kiểm tra. Rồi, bây giờ bên mình đã tháo hết tất cả các phím đàn ra rồi và chúng ta cùng kiểm tra xem có gì bất thường không. Các bạn có thể thấy là cái đàn rất là sạch sẽ. Phím có một số chỗ rất là dơ, nhưng mà bên mình sẽ vệ sinh trước và sau đó kiểm tra lại lần nữa. Nếu mà đàn hết thì chúng ta sẽ không cần sửa gì, còn nếu cần thì chúng ta sẽ can thiệp vào. Và chúng ta sẽ trở lại sau ít phút nữa.
Hãy nhấn like nếu các bạn thấy video clip này có ý nghĩa và đừng quên nhấn subscribe để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về cách sử dụng các dòng đàn organ cùng những chia sẻ thú vị khác xoay quanh công nghệ đàn điện tử. Mitomi Media xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Goodbye.